Rồi, chào toàn thể anh em cộng đồng mạng nha. Hôm nay em làm clip này là để test cho bác khách ở xa, đồng thời là để nói luôn cho anh em biết là bác khách là mua cái con V5 Pro này, là cái con mà tích hợp hai loa hai bên. Đây, cho anh em xem. Đây nha, đây là con đầu V5 Pro được lắp hai loa hai bên. Nhưng có một yêu cầu đặt ra ở đây là gì? Khi mình nghe hai loa hai bên thì không nói rồi. Nhưng mà bây giờ mình lại cắm thêm loa ngoài. Đấy, cắm thêm bốn loa ngoài này. Mình cắm thêm loa ngoài đây. Bác khách để mua thêm một đôi loa tannoy. Đấy, bác này muốn bây giờ bác dùng cái đầu này, nhưng bác lúc thì bác muốn bê cái đầu này vào phòng ngủ thì bác nghe hai loa nhỏ hai bên. Nhưng khi bác cắm cái đôi tannoy này vào, bác lại muốn tắt cái đôi loa nhỏ này đi chứ, bác chỉ muốn nghe hai loa này thôi. Đấy. Hoặc là vừa nghe hai loa nhỏ hoặc là vừa nghe đôi tannoy. Vậy phải làm thế nào? Thì em đã chế đấu lại mạch bên trong để đảm bảo được cái ý của bác ấy. Đấy, bây giờ em test cho anh em xem nhá. Bây giờ bật lên này. Đây, đang nghe đôi tannoy. Không nghe gì luôn nhá. Không nghe gì luôn nhá. Đây, đang nghe đôi tannoy. Làng tôi đây bao năm dài. Rồi nha, bây giờ muốn em đã điều chỉnh hệ thống dây nhựa bên trong này để mình đấu cho nó hai kênh nó phù hợp. Bây giờ bấm menu, chọn fader này cho em. Bây giờ vặn về trung tâm. Đấy, như thế này thì bác khách sẽ nghe được bốn loa, hai loa tannoy và hai loa cảnh hai bên đây. Hai loa cảnh hai bên nhá. Còn bây giờ lại muốn nghe hai loa tannoy thì bác cho về bên này cho em. Rồi, bây giờ bác muốn hai loa trong. Đấy. Từ khi mất nhau rồi, ta nói không có tác dụng nữa. Đêm đêm chập. Bây giờ ta nói có tác dụng này. Thì bạc này. Như dòng suối trôi vào. Đấy. Bắt đi loan trong. Trong Father. Người ơi, rồi. Ai ngờ xa đi bạc nha. Rất là ok. Rồi, câu loa của tannoy bà cắm đằng sau này cho em. Cắm vào cổng 1 nha. 1, 2. Rồi, xin cảm ơn bác khách nha.